Rồi. Rồi, có thấy nút đỏ không? Dạ thấy hả. À, hôm nay đó là ngày 30 Tết phải không? Dạ. 30 Tết. Út Bỉnh về nhà hôm tối 28 Tết. Đã có nhập viện phát hiện hôm 21 tây tháng 21 tây tháng giêng năm 2001, rồi đến ngày 24 tây thì họ đoạn chi đến cách dưới đầu gối một tấc, tại vì cái vết thương không thể nào lành được, do cơ bản nó là đường nhiều, thành ra khó trị khi mà có nó chạy xước ở dưới chân. Rồi nằm viện đến ngày 31 tây tháng giêng năm 2001 thì về. Thì đó là lý do tại sao mà một cái thời gian quá xa quá lâu mà ông Bỉnh không có đụng đến cái computer, đụng đến bài viết và đụng đến những cái đoạn viết clip để đưa lên mạng cho những cái sinh hoạt cho bà con tiếp xứ xem. À, rất tiếc năm nay là đêm Noel, đêm năm mới, rồi những đêm chợ Tết, những cái gì, những hình ảnh thân thương của quê hương mình vẫn không có dịp để đưa lên mạng cho bà con bạn bè thân thuộc khắp thế giới xem để biết. Thì thôi, hứa hẹn sau khi mà khỏe rồi thì tiếp tục về những cái sinh hoạt như xưa. Còn ngồi kế bên Út Bỉnh là cháu Minh, con của chị ba, cũng đã định cư ở Mỹ nay được mấy năm rồi? 18 năm. Đây là 18 năm rồi mới trở về quê hương xứ sở thân thuộc mình để thăm bà con họ hàng. Hay có con phải nuôi cho con ăn học. Thành ra Út Bỉnh biết rằng bà con bạn bè thân thuộc ở khắp thế giới luôn nóng biết tại sao Bỉnh giáp mặt trên mạng lâu quá. Đó là lý do như đã trình bày. Cũng bữa nay mặc dù về nhà có 2-3 bữa nhưng mà thấy tinh thần đầu óc nó bắt đầu khỏe khoắn thoải mái, với lại cố tập với cái nếp sống mới. Không có chừng 2 tháng sau thì gắn chân vô thì mình đi đứng giống như một người sinh hoạt bình thường. Coi trên mạng thì thấy người ta chạy đua đó mà. Thành ra hy vọng rằng khi bà con thân thuộc xem đoạn phim này thì yên tâm. Ở đây. Đó, bà xã Út Bỉnh đó. Đó là người đã cố lo chăm sóc từng chút trong lúc Út Bỉnh bị bệnh hoạn gặp khó khăn. Đó là cái tia lửa thắp sáng niềm hy vọng trong cái cuộc đời của Bỉnh. Nay là 60, tính theo chúng ta nay là 65 tuổi rồi, thì mình hy vọng là phải làm cái gì có ích cho con cháu với cái tuổi già còn lại bao nhiêu năm nữa, làm những sự việc gì có ích cho con cháu, cho bạn bè thân hữu và cho giới kiến thức về tin học, thì ráng làm sao giúp ích được nhiều người, thì đó cũng là một cái tốt hay. Nhân dịp năm mới, Út Bỉnh sẽ gửi cái file video clip này trong ngày hôm nay lên mạng để cho
bà con thân thuộc xem và chúc cho gia đình, bạn bè thân hữu, bà con thân thuộc ở Việt Nam và khắp các nước ở trên thế giới được bình an, yêu sự, gia đình an khang, hạnh phúc, các con các cháu đều vui vẻ và là cầu chúc chân thành cho cuộc mình. Và sắp tới đây nếu có dịp thì mình sẽ đưa tiếp tục những cái phần viết khác lên cho con xem. Mình có nói gì không, chúc gì bạn bè gì không, chúc bà con với cảm tưởng của con sau mấy năm xa cách quê hương xứ sở khi về Việt Nam, con có cảm tưởng thế nào không? Lớn gặp video của mơ lớn bố, con xin có một cảm tưởng lần đầu về nước con thấy là cái gì cũng lạ hết, giống như mình từ đi tới một nơi khác, nhà cửa cũng thay đổi, nhà xe cộ đường xá cũng khá đông đúc, vui mừng về thăm quê hương. Cái video này cũng lời gửi thăm đến cầu mời về gia đình ở bên Úc, bà con bạn bè người xứ dòng khắp năm châu, tất cả các chú các bác các bạn ở khắp thế giới được hưởng một mùa xuân tân mão. Được giàu sức khỏe, an khang, thịnh vượng và nhiều may mắn. Con bấm cái nút lớn rồi. Nút lớn đó thì nó sẽ tắt cái nút đỏ đi, con bấm cái nút lớn.